Quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel chính thức ghi dấu hành trình 15 năm cung cấp dịch vụ di động ra thị trường. Tại đây, nhiều chiến lược và tầm nhìn cho giai đoạn mới có mục tiêu trở thành Telco số 1 Việt Nam 2025 chính thức được nhà mạng này công bố. Chính thức gia nhập thị trường thông tin di động vào ngày 15 tháng 10 năm 2004, từ 100.000 khách hàng ở 2 tháng đầu tiên. Sau 15 năm, đến nay, Viettel Telecom đã có hơn 70 triệu người dùng cùng nhiều dịch vụ viễn thông độc đáo, tiên phong. Gần nhất là 5G đã được thử nghiệm rộng rãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi theo đó là một hệ thống ứng dụng với AI, Big Data. Lãnh đạo nhà mạng này cho biết đây chính là cơ sở để Viettel khởi động một hành trình mới, hành trình chuyển dịch số với các mục tiêu quan trọng đến năm 2025, trở thành telco số có trải nghiệm khách hàng số 1 Việt Nam. Tạo ra bùng nổ thứ hai là góp phần đưa điện thoại thông minh đến 100% người dân và dịch vụ IoT kết nối vạn vật chiếm 50% số lượng thiết bị tại Việt Nam. Nhân dịp này, nhà mạng quân đội cũng trình làng dịch vụ lưu trữ dữ liệu cá nhân trên nền tảng đám mây có tên Livebox, giúp người dùng có thể lưu trữ dữ liệu riêng được gửi lên từ các thiết bị IoT của mình, gồm cả video từ camera được kết nối. Tổng cục Du lịch vừa ra mắt chiến dịch Việt Nam Now, nằm trong chiến lược truyền thông và du lịch đến Việt Nam dành cho khách nước ngoài. Việt Nam Now cập nhật một góc nhìn mới trọn vẹn hơn về Việt Nam cho khách du lịch trên toàn thế giới. Chiến dịch nhấn mạnh vào các trải nghiệm hiện đại, các sản phẩm du lịch đẳng cấp thế giới mà Việt Nam mang đến cho du khách, bên cạnh những danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, văn hóa vốn đã nổi tiếng. Khởi động chiến dịch, Tổng cục Du lịch đã tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam Now trên trang Facebook chính thức Việt Nam Tourism Board. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019. Các thí sinh gửi về những bức ảnh chụp Việt Nam nào đẹp nhất sẽ có cơ hội nhận được những kỳ nghỉ tại các điểm đến hàng đầu tại Việt Nam. Vừa qua, Quỹ ASEAN, Tập đoàn SAB và Cơ quan Xúc tiến Kinh tế số của Thái Lan công bố việc tổ chức thành công vòng chung kết khu vực cuộc thi khám phá khoa học số ASEAN 2019. Kết thúc cuộc thi thì 3 giải cao nhất đã thuộc về 3 đội sinh viên đến từ Việt Nam, Singapore và Thái Lan dựa trên khả năng phân tích và các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong khu vực ASEAN. Đội AVKM đến từ Việt Nam với 2 thành viên là Vũ Hoàng Trung và Vũ Mạnh Hà của Đại học Aramis Việt Nam đã giành giải nhất với dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số và coi đó như một động lực phát triển kinh tế tiềm năng tại các quốc gia ASEAN. Bài trình bày đã chỉ ra rằng giáo dục và đẩy mạnh giáo dục bằng công nghệ sẽ là phương thức hỗ trợ hợp lý để cải thiện kinh tế cho các nhóm thiểu số. Sau gần 11 tháng cán mốc 1 triệu người dùng thì WhyMeetMe, ứng dụng hẹn hò Việt đã vươn lên cán mốc 2 triệu người dùng. Dẫn đầu top 2 ứng dụng hẹn hò trên CH Play, top 20 ứng dụng lifestyle trên App Store. Bằng việc giữ vững định hướng kiến tạo môi trường hẹn hò nghiêm túc, đại diện của WhyMeetMe này cho biết là ứng dụng này luôn lắng nghe và hỗ trợ người dùng, cũng như không ngừng cải tiến và thay đổi. Tính đến hết quý 3 năm 2019, thì bình quân mỗi ngày thông qua ứng dụng WhyMeetMe có khoảng 200.000 lượt thích và gửi đi 15.000 cặp ghép đôi được tạo ra. Tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày giữ vững ở mức là 37.000 người dùng. Tỷ lệ kết hôn của các cặp đôi đã tăng 7,9% so với cùng kỳ của năm trước. Apple đang bán sản phẩm bảo hiểm xe đạp thông minh được trang bị hệ thống đèn LED báo rẽ thông minh nhằm gây ra sự chú ý cũng như từ đó giúp người khác nhận ra từ xa và tránh gây ra tình trạng tai nạn. Lumos Magic có thiết kế mới, kiểu dáng đẹp với đèn phía trước sáng. Màn lưng mũ là hệ thống đèn LED 7x11 chấm, có thể hiển thị biểu tượng báo hiệu rẽ và phanh lại. Người đi xe đạp có thể kích hoạt đèn tín hiệu bằng bàn di chuột gắn vào tay lái hoặc sử dụng Apple Watch tự động phát tín hiệu khi chuyển động tay. Hãng đã tạo ra một ứng dụng di động hỗ trợ người dùng điều chỉnh ánh sáng và tần số phát sáng của đèn flash. Ngoài ra, người dùng còn có thể tùy chỉnh biểu tượng hình động hiển thị trên bảng đèn mặt lưng mũ. Sản phẩm này đã được bán trong Apple Store và cửa hàng trực tuyến với giá 250 đô la Mỹ, tức là khoảng 5,8 triệu đồng với 2 phiên bản đen và trắng. Trong phiên toàn thể và tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ cấp cao và triển lãm quốc tế công nghệ 4.0 năm 2019 được tổ chức đầu tháng 10 vừa qua tại thủ đô Hà Nội, bên cạnh đề cập và tháo gỡ khó khăn cơ hội cho Việt Nam, các đại biểu đến từ khối chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế còn thẳng thắn nhìn nhận mặt hạn chế còn đang tồn tại trong cách làm, cách triển khai trong chuyển đổi số tại nhiều nơi cho Việt Nam. Trong đó đòi hỏi sự tham gia chủ động và quyết liệt với các đầu việc cụ thể và quyết liệt hơn nữa.
Tại diễn đàn, trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng đến nay hạ tầng công nghệ viễn thông của Việt Nam đã được đầu tư đồng bộ, công nghệ đã được áp dụng ở trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống và bước đầu cho thấy hiệu quả, song mức độ chủ động tham gia của cách mạng 4.0 còn thấp, thể chế chính sách còn nhiều bất cập, nổi cộm là thể chế cho các hoạt động kinh tế số, kinh tế chia sẻ, bảo vệ dữ liệu, an toàn mạng chưa đồng bộ. Còn thiếu các quy định về bảo vệ cơ sở dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân, vấn đề quyền cá nhân, đạo đức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, định danh số và xác thực điện tử cho người dân chưa phát triển. Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động, nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ số còn thấp, kinh tế số có quy mô còn nhỏ, việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức phức tạp. Có một cái rất buồn cười là cái việc mà chúng ta có tiền nộp phạt vi phạm hành chính về an giao thông đường bộ chẳng hạn, nhưng mà không được nộp tiền ngay, không được lấy thủ tục ngay. Đấy là những cái việc mà chúng ta cần phải giải quyết, những cái gì đó người dân đang mong đợi, đó là khi đã quyết định xử phạt của cơ quan thẩm quyền rồi thì người dân được nộp tiền rất nhanh, nộp tiền ngay và lấy lại giấy tờ và phương tiện nếu có. Đấy, hoặc là ngay cả vấn đề cấp đổi bằng lái xe. Đúng không? Thì chúng ta cũng cần làm kê khai điện tử và chúng ta được thanh toán rất nhanh, rồi ngay cả vấn đề thành lập doanh nghiệp thì Bộ Đầu tư đang làm, rồi ngay cả vấn đề kê khai thuế, thực hiện mã số thuế, hải quan, tất cả các chuyện thì đang làm, Bộ Tài chính đang thực hiện. Đấy là những việc mà có thể là đưa ra sớm. Đây là những thách thức chính, những hạn chế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam. Thực tế, nó đã được nhận diện cùng với việc chỉ ra những giải pháp trong Nghị quyết 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà Bộ Chính trị vừa ban hành. Khung kiến trúc cho chính quyền điện tử thì thành phố đã làm rồi, đã báo cáo với Bộ Công nghệ rồi. Nhưng mà khung kiến trúc cho đô thị thông minh là phải có, để các địa phương khi triển khai ứng dụng thì phải theo khung này để đảm bảo một cái tính đồng bộ. Mà nguyên tắc cơ bản nhất của công nghệ là phải đồng bộ, còn nếu không đồng bộ được thì nó không hiệu quả. Chúng tôi coi phát triển chính phủ điện tử và đô thị thông minh là một mục tiêu kép. Và cái mục tiêu số 1 nó là mình xây dựng được một cái chính phủ điện tử đô thị thông minh hiệu quả. Nhưng cái thứ hai là thông qua đó để mà tạo ra các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin mạnh, để nó góp phần cho cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn là chuyển đổi số. Chính phủ chỉ đạo tiếp. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng với các giải pháp mạnh mẽ, cần ý chí quyết tâm của những người đứng đầu các cơ quan, thành phố, dám chấp nhận cái mới để phát triển cũng như đối mặt với những thách thức phát sinh để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau, bằng những ưu tiên đầu tiên cho đào tạo. Chúng ta bây giờ, giáo dục phổ thông thì đứng thứ 38 trên thế giới, như vậy là rất tốt. Nhưng mà giáo dục miền núi, nếu chúng ta không quyết liệt, thì tỷ lệ tái mù chữ, tỷ lệ trẻ em bỏ học, tỷ lệ người lớn không được đào tạo căn bản về nghề nghiệp sẽ có xu hướng ngày càng tăng. Và cái điều ấy chúng ta phải được nhận diện và phải làm. Dù rằng tưởng chừng nó không liên quan gì đến cách mạng 4.0, nhưng thực ra nó liên quan rất sâu sắc. Bởi vì bản chất của cuộc cách mạng này là nó phải tính đến cái yếu tố xã hội để không ai bị bỏ lại. Tất cả mọi người đều phải tham gia. Song đó, Phó Thủ tướng cũng khẳng định phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết 02 của Chính phủ với các tiêu chí đánh giá bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế rất phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng này. Tới đây thì bản tin công nghệ và cuộc sống của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.